mình chợt tỉnh, không phải là điều gì cả. Thật sự ra nói đến đâu thì mình thật sự ra mình buồn với nó là cái gì nào. Quý vị là người dân, quý vị thấy những người như vậy, quý vị còn thương chịu không nổi thì cũng quyền thất tổ ông bà của mình, máu mủ của mình nhìn con cháu họ khổ như vậy, họ có chịu nổi không quý vị? Thật sự không nổi đâu quý vị, chịu không nổi. Nhưng mà tại sao không nhúng tay vô, không can thiệp vào cái nhân quả của mình, phải đứng nhìn một chỗ như vậy quý vị? Tại vì chúng ta nghiệp chúng ta quá dày, chúng ta làm sai cái điều gì đó, một nhân quả trước trước chúng ta trả chưa hết, nên đành lòng phải đứng qua một bên nhìn thấy con cháu phải chịu khó khăn cực khổ như vậy. Chứ nếu mà ông bà mà nếu mà có phép thuật biến một cái ra tiền để cho ta hết khổ là ông bà đã làm được điều đó rồi. Nhưng mà tại sao phải đứng yên một chỗ như vậy? Thì ai cũng có ông bà của quyền thất tổ đi theo độ chứ, và của quyền thất tổ mình cũng muốn lo cho mình lắm, nhưng mà nghiệp chúng ta quá dày rồi làm sao để lo. Nhiều khi chúng ta mơ mộng cái chuyện trúng số nó xa vời lắm quý vị, biết trúng rồi có thay đổi cuộc sống hay không, hay là 1 hay 5 rồi banh xác, đó là như vậy. Mà cuộc sống quý vị thấy trúng số gọi là khổ nhiều hơn là đa phần là khá. Vì sao? Vì cuộc sống mình đang khổ như vậy, mình cầm đồng tiền mình chưa biết sử dụng, mình chưa biết quý trọng đồng tiền. Đôi khi những ngày tháng cực khổ này để cho chúng ta biết quý trọng đồng tiền nữa, biết cân nhắc xài đồng tiền như thế nào cho đúng cách. Thì đó là một phần trong cái sự khổ, một khổ để làm gì, một phần là chúng ta học cách sử dụng đồng tiền. Cái thứ hai nữa là để chúng ta hiểu được chúng ta tại sao gieo nhân gì mà chúng ta khổ. Quý vị thấy có những vật mà nói đầu tiên cho phép nữa là chào đến bà con cô bác trong nhà ngoài nước cùng anh chị em. Hôm nay tự nhiên trong đầu em chợt nhớ đến một câu chuyện cũ, thì em sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả về câu chuyện này. Mình có nên giúp đỡ người khác hay không thưa quý vị? Thì hiện tại trong cuộc sống ngày hôm nay đó, rất nhiều người thích làm phước và họ nói chung là có cái tâm Bồ Tát. Và có một người gọi điện cho em và nói là chị ơi, em thấy người ta khổ là em chịu không nổi, em thấy thương lắm, mà em có gì là em giúp hết, em không có nghĩ gì về cho em hết, có khi em mượn nợ cho người ta nữa, người ta không cần mở miệng là em tự động đưa tiền cho người ta, cho ta mượn luôn. Nghĩa là người ta muốn nói muốn con xe mà không có tiền con xe là em về nhà là tự lấy tiền đưa cho người ta mượn, không cần với người ta lên tiếng. Nghĩa là người em không có nghĩ gì cho em hết á. Em thì bây giờ em chỉ muốn là có một cái nơi cho những người già neo đơn ở đó. Thì thật sự ra đó thì cái tâm ý của anh thì cũng giống em hồi xưa đó, mấy tầm lúc mà nhỏ tầm 15 16 tuổi là em có nghĩ giống anh vậy đó. Thì thật sự ra cái giai đoạn này em đã trải qua hết rồi, nhưng mà ngồi mình nghiệm lại cuộc đời, mình nghiệm lại tất cả những thứ mà mình trải qua trong cuộc sống đó, rồi mình nghiệm lại cái nhân quả, thì thật sự chúng ta những người mà có căn đó, hoặc những người mà có tấm lòng Bồ Tát đó quý vị, mình thấy những người già bán vé số nè, còn mình thấy ai khổ khổ là cái lòng mình đau như hắt lại, mình chịu không có nổi. Và một điều nữa là chúng ta thấy những ai mà khổ đó, chúng ta muốn ôm ấp trong lòng, chúng ta muốn nuôi luôn họ, và chúng ta kiểu là mình ước mơ mình có thật nhiều tiền để mình giúp đỡ cuộc sống của họ, mình không muốn người ta khổ như vậy. Nhưng đôi khi mình cảm giác nếu mà người thân của mình chắc mình đau khổ lắm. Thì ai trong chúng ta đó có những cái cảm giống như em nói đó, thì chúng ta thấy những người già, người cổ, những trẻ em đó là những nơi mà đau khổ lòng của ta như xiết lại, mình chịu không nổi. Mình thấy những người già sao còn đi bán vé số, và kiểu mà thấy già mà đi buôn bán thôi mình cũng thấy thương đó. Bán đồ ăn cơm hay là bán cái món gì thôi rồi chúng ta cũng thấy thương, đó là tuổi này đáng lẽ phải sung sướng, phải được con cháu chăm sóc mà sao tuổi này còn phải đi buôn bán hoặc là đi cầm vé số bán. Thì chúng ta thấy đúng cái lòng chúng ta đã thắt lại rồi. Nếu mà chúng ta thấy mà những người đó trong bệnh viện thì chúng ta càng đau khổ, càng rơi nước mắt hơn nữa quý vị. Thì thật sự ra là sự cái tâm chúng ta rất nhiều người đều có cảm giác giống như vậy, nhưng thật sự ra rất nhiều người là muốn giúp, nhưng mà thật sự ra chúng ta không có tiền, chúng ta không có tiền để giúp đỡ họ, chúng ta chỉ có cái tâm thôi. Nhưng mà đến lúc mà nhiều người đó quý vị, đến lúc đó ha thì làm từ thiện thì lại sanh sanh cái tâm tham và chiếm đoạt tiền từ thiện này nọ, ví dụ vậy đi, rồi mình lại lợi dụng của công đó. Và khi chúng ta khởi cái tâm lên mới đầu là gì, nhưng mà chưa chắc sau này nó là như vậy, nên chúng ta cứ sống sống bình thường, đừng có nghĩ đến nhân quả của người khác. Khi chúng ta khởi ý đó lên, có khi chư thiên cho ta làm được việc đó luôn đúng không quý vị? Nhưng mà sau này nhiều khi chúng ta có đồng tiền chúng ta bị lung lay, con người mình lung lay là không có giữ được cái tính tình
như lúc ban đầu đó. Nên thật sự là chúng ta cứ sống bình thường đi, chúng ta không cần phải kêu gọi quyên góp, chúng ta không cần phải kêu gọi từ thiện, cứ để người ta tự cho, chứ chúng ta đừng có xin. Thì cái đó là phước báo của chúng ta, còn chúng ta đi xin đồng này xin đồng kia để giúp người này để giúp người kia, thật sự là tâm mình tốt chứ không phải là xấu. Nhưng á, chúng ta lấy tiền bên đây đắp qua bên kia, chúng ta có cái công, nhưng mà cái người này biết có còn nghiệp đang nghiệp mà mình lấy bên đây đắp qua bên kia thì mình cũng đang hứng cho người khác một phần nghiệp. Nhưng mình không nói chuyện đúng sai tốt xấu ở đây, thì chúng ta đang chen vô nhân quả của người khác, và cái màn này là màn nhân quả trả quả. Nhân quả của ai thì người đó tự ảnh chịu. Và em nhớ đến một câu chuyện như vậy nè quý vị, thật sự ra thì mình nhìn những người già mình chịu không nổi, mình cầm lòng không đậu đâu. Và những cái người mà họ nằm một chỗ không ai nuôi đó, con cháu mà không có hiếu đó, thì thật sự ra lòng mình đau như thắt lại. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, vì cuộc sống mà cái gì cũng vậy, cũng có nhân với có quả. À, em kể một câu chuyện như vậy ha. Em thấy anh này thì cũng đi đạo và có mấy bộ đồ mặc à, bộ đồ mặc thì nội cũng thấy muốn mòn muốn rách hết trơn rồi. Thì em mới nói gì nè, ước gì nào có tiền á mua cho ảnh mấy bộ đồ mặc. Và anh kia cũng có căng, anh nghe em nói gì đó mà anh kia khuất mặt đi rồi. Thì em mới nói à, nào có tiền mua cho ảnh mấy bộ đồ mặc, đồ anh thấy mặt nó rách hết trơn muốn sờn hết rồi. Thì à, anh kia anh lên tiếng anh nói một câu, để của quyền người ta lo, cô lo làm chi vậy. Thì tự nhiên cái em chợt tỉnh gì, mình chợt tỉnh không phải là điều gì cả. Thật sự ra nói đến đâu thì mình thật sự ra mình buồn nó nói là cái gì nè quý vị, là người dân quý vị thấy những người như vậy quý vị còn thương chịu không nổi, thì của quyền thất tổ ông bà của mình, máu mủ của mình nhìn con cháu họ khổ như vậy, họ có chịu nổi không quý vị? Thật sự không nổi đâu quý vị, chịu không nổi. Nhưng mà tại sao không nhúng tay vô, không can thiệp vào cái nhân quả của mình mà phải đứng nhìn một chỗ như vậy quý vị? Tại vì chúng ta nghiệp chúng ta quá dày, chúng ta làm sai cái điều gì đó, một nhân quả trước trước chúng ta trả chưa hết, nên đành lòng phải đứng qua một bên nhìn thấy con cháu phải chịu khó khăn cực khổ như vậy. Chứ nếu mà ông bà mà nếu mà có phép thuật biến một cái ra tiền để cho ta hết khổ là ông bà đã làm được điều đó rồi. Nhưng mà tại sao phải đứng yên một chỗ như vậy? Thì ai cũng có ông bà của quyền thất tổ đi theo đổ chứ, và của quyền thất tổ mình cũng muốn lo cho mình lắm, nhưng mà nghiệp chúng ta quá dày rồi làm sao để lo. Nhiều khi chúng ta mơ mộng cái chuyện trúng số nó xa vời lắm quý vị, biết trúng rồi có thay đổi cuộc sống hay không, hay là 1 hay 5 rồi banh xác, đó là như vậy. Mà cuộc sống quý vị thấy trúng số gọi là khổ nhiều hơn là đa phần là khá. Vì sao? Vì cuộc sống mình đang khổ, như vậy mình cầm đồng tiền mình chưa biết sử dụng, mình chưa biết quý trọng đồng tiền. Đôi khi những ngày tháng cực khổ này để cho chúng ta biết quý trọng đồng tiền nữa, nó biết cân nhắc xài đồng tiền như thế nào cho đúng cách. Thì đó là một phần trong cái sự khổ, một khổ là để làm gì, một phần là chúng ta học cách sử dụng đồng tiền. Cái thứ hai nữa là để chúng ta hiểu được chúng ta tại sao gieo nhân gì mà chúng ta khổ. Quý vị thấy có những người họ nghèo không phải là do họ nhân quả, có những người nghèo là do chính họ kiểu là ăn xài sang là một chuyện, một cái nữa là họ có nghĩ về cho tương lai. Mà mình nói đạo Phật không phải là tu là buông bỏ, kiểu là bỏ bỏ cái gì, bỏ cái ham lam, bỏ cái dục vọng, bỏ những cái xấu. Chứ mình đi làm mình sợ mình nghĩ đến tương lai mình cũng phải nghĩ cái này cái kia, chứ không phải mình nói là nghĩ trong cái mức độ thôi, chứ không phải là buông luôn. Mà buông cái gì, phải nắm cái gì. Nếu mà tu mà buông á, nghĩa là con người mình không còn gì cả, là buông nhà buông cửa lo kiểu lo tu tu gì thôi, cái đó chúng ta đi làm một bên đó. Thì chúng ta khi mà giảng là tu là buông, buông cái gì mà nắm cái gì mới được chứ. Nên chúng ta nói tu là buông cũng không đúng đâu quý vị. Nên chúng ta phải biết cái gì nên giữ và cái gì nên buông thưa quý vị. Còn à, nếu mà nói về cái phần mà người khổ đó, chúng ta cầu lời nguyện, cầu một lời nguyện ước gì ở trên đều nghe được hết, nhưng mà không bao giờ ở trên đáp ứng liền cho chúng ta là gì sao? Nếu mà chúng ta có liền thì chúng ta cái nhân quả bỏ đâu, cái nhân quả bỏ đâu quý vị? Nên thật sự ra cái gì cũng cũng sống trong cái dòng nhân quả nghiệp nghiệp lực của chúng ta hết á. Thật sự ra nhiều khi cũng muốn nhúng tay ông bà mình, muốn nhúng tay vô giúp con cháu đó. Nhưng mà làm sao mà nhúng bây giờ quý vị, tổ ông bà không thể nào giúp mình được, và đứng một bên chỉ đứng và quan sát và thấy đau lòng vậy thôi. Quý vị nghĩ, quý vị là người ngoài, quý vị nhìn cảnh đó quý vị đau lòng, thì cổ quyền hết tổ ông bà mình còn đau lòng cỡ nào. Nên đôi khi cái chuyện nhân quả của người khác đó, cái người có tâm Bồ Tát thì họ muốn giúp đỡ, mà đôi khi đó, chúng ta cũng đâu có đưa tới tay người kia đâu, thì cũng nửa đường cũng có bị ma quỷ giật chặn lại một ít. Đó là cái gì, cũng nhân duyên, cái nghiệp duyên của người ta. Rồi sau đi đúng người thì tới nơi đến chỗ, đi nếu không đúng người thì đâu có đến nơi đến chỗ.
Đó là như vậy quý vị, nên thật sự nếu mà nói có nên lãnh nghiệp cho người khác không thì mình nói là nên hay không nên thì cũng không biết, cái đó là tùy duyên mỗi người. Nếu mà đồng tiền chúng ta để tự nhiên người ta cho, quý vị đừng có xin xỏ. Ngày nay chúng ta hay xin cái gì, tại vì chúng ta như thế nào mà chúng ta đi xin, cứ để theo tự nhiên, đó là cái duyên nghiệp phước của mình, là người giữa người người đó thì họ tự cảm chiêu cảm mà họ cho. Còn mình đồng tiền mà mình đi xin á, mình đi hô lên mình xin á, nhiều khi cái đó cũng không phải nữa quý vị. Ngày nay có rất nhiều người họ kiểu mà họ tự muốn lập cái này lập cái kia lên đó, cái họ xin để mà xây cái chùa hay là cái am thế này nọ, cái gì có sứ mạng đi, tự nhiên ở trên chuyển cho mình có cái am thiền đàng hoàng. Còn như mình lên tiếng mình xin xỏ này nọ đó, cái đó là vẫn được, nhưng mà cái đó là không có hay. Tại vì hồi chiều em xin cái quả sâm nói gì nè, trời đã cho con những sự hay, không lẽ để con gặp không may. Đó thì thật sự ra cái câu nói đó là mình tỉnh ngộ, thì ông trời đã sắp xếp cho mình một cái vai diễn thì đương nhiên sẽ cho mình một cái chỗ đáp đó. Thì quý vị đừng có lo là không đói hay nghèo hay no hay như thế nào đó, thì ở trên đã sắp xếp chúng ta hết những vai diễn. Nếu mà chúng ta ngoan đó, làm hành làm tròn cái vai diễn đó thì sẽ có những phần thưởng về sau. Còn chúng ta đi xin xong rồi chúng ta như thế này như thế nọ thì thật sự nó không hay. Để cho người khác tự nguyện và mình đừng có xin xin thì vẫn được, là như gì nè, cái phước báo của mình lấy mình mượn mình xin người ta, nó như mình ứng tập ứng xài. Nếu mà chúng ta biết quyển chuyển đồng tiền đó, chúng ta đầu tư đúng nơi đúng chỗ thì thật sự mình có phước. Nhưng mà nếu mà không đúng chỗ đó thì chúng ta sẽ sụp lún luôn luôn quý vị. Thì ngày nay thì rất nhiều người là như vậy. Quý vị cũng hỏi là có nên nhúng tay vô nhân quả người khác không, thì em sẽ nói nếu mà mình thấy nhúng tay vô nhân quả của người nào đó mà mình thấy tự nhiên á, mà cái duyên đó tự người khác đưa đến, chứ mà đừng gặp người ta mình ngoắc tay vô để tôi giúp cho là không có được. Cái này là kêu là gì đó, là mình kiểu muốn giúp người là mình đi tự động mình xin lãnh cái nghiệp cho người ta. Còn không, nếu mà là người tốt mình chỉ đưa người ta cái công thức, mình đưa người ta cái lời nói thôi để họ tự hóa giải, chứ không không có đâu mà ngoắc 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 lại rồi tự chỉ người ta, cái đó là không có hết quý vị. Đó là đôi khi chúng ta kiểu là hay gặp người khác hay thích nói này nọ, thích kiểu mà coi bói đi nói gì thôi, không phải lấy tiền lấy bạc gì mà chúng ta thích nói cũng không có được nữa. Để theo họ tự nhiên, khi nào mình để người khác tự hỏi mình hãy trả lời, còn không thì thôi. Khi nào đúng với người đó nhân duyên của mình thì mình tự nhiên mình nói, ví dụ vậy. Giống như là không phải lúc nào mình cũng tự động mình nói, nói chung là mình vẫn để người khác lại hỏi mình nó vẫn hay hơn đó, thì người ta mới tôn trọng mình. Còn mà nếu mình nói nó suông suông mà gặp ai mình cũng gặp đâu cũng nói như vậy thì nó uổng cái lời pháp mình lắm, đôi khi nó mất cái giá trị lời nói của mình. Thì hôm nay đó em nói cái vấn đề đó, là có nên quan tâm người khác không, thì hồi nãy em chia sẻ câu chuyện đó, thì anh đó anh nói một câu đó, của quyền người ta để người ta lo. Thì quý vị nên nhớ khi chúng ta còn đang khổ như vậy thì đừng có trách tại sao, đừng có than trời trách đất. Thì thật sự ra quý vị tu tập như thế nào, và chúng ta phải quan sát lại cái công phu tu tập của mình nó đã đúng chưa, và mình đã mở mang trí tuệ chưa, hay chúng ta cũng còn mơ hồ, chúng ta đặt nhiều câu hỏi nó không đâu vào đâu, nó còn cái đặt câu hỏi là biết người này là ở kiểu mà còn mê đó, nó cứ là những câu hỏi như thế này như thế kia. Thật sự ra tất cả những gì ở giờ em giảng nó chỉ gom vô hai từ là cái gì, tu tập, chỉ có tu mới hết khổ thôi. Nên có trường hợp này thì thật sự ra bữa giờ em tính hỏi nhắn tin bé như thế nào, nhưng thật sự ra em biết là gia đình rất là bận lo vô cái dòng xoáy kiếm tiền, thì làm sao mà tu tập cho nhất tâm. Em nói là cứ tu tập nhất tâm đi, thời gian nó sẽ một tháng thì nó sẽ đâu vô đó, nhưng thật sự em biết là không nhất tâm nổi đâu. Thì cứ đi vô đi làm rồi xong, nếu như là tu tập giống như kiểu trả bài vậy đó, thì khi nào mà mình đã định thần, mình hiểu được cái chữ tu tập là như thế nào, thì thật sự ra chúng ta đã hết nghiệp. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu được đâu, chúng ta chỉ như làm cho có trả bài thôi. Có những người hỏi em á, sao chị tu 5 năm tu 10 năm nhưng mà chị như thế này như thế kia, còn nhức đầu còn chóng mặt còn này nọ. Thật sự ra 20 năm 30 năm cũng vậy quý vị, trên con đường căn đạo này nè có người đi 30 năm 40 năm luôn vẫn có, nhưng mà họ cũng đâu có tỉnh đâu. Có một số người cũng còn mê nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề em nói ở đây là gì, quan trọng là chất lượng. Khi chúng ta tu tập, chúng ta đã đúc kết ra những gì cho cuộc đời mình rồi, chúng ta đã chấp nhận những khổ đau chưa, hay chúng ta than vãn, hay chúng ta thấy những cái điểm xấu đó chúng ta nghĩ ra là những cái họa đến cuộc đời mình, chúng ta không nghĩ đó là phước. Đến khi nào chúng ta sống chúng ta không còn nghĩ đó là họa hay phước nữa, thì chúng ta đã bắt đầu hiểu được thế nào là giác ngộ.
chúng ta không còn đặt những câu hỏi lang bang tại sao cuộc đời mình như vậy, chúng tại sao người này như vậy, tại sao sống trên đời này để làm cái gì. Tại khi chúng ta khổ quá đó, có nhiều người quý vị hiểu không, kiểu là khi khổ quá em cũng như là quý vị đang giai đoạn hành căn, bị mọi thứ chống đối mình, gia đình, người thân, mạng sống của mình, cả thứ nói chung tình duyên cái gì nó cũng chống đối mình, bệnh tật tầm lâm hứ, và không tiền không bạc, không có tiền uống thuốc. Thật sự khi khổ là con người mình không có 50 xu, không có tiền uống thuốc mà bệnh đau hoài. Có khi những cơn đau nhức trong đêm mình chỉ cắn răng chịu đựng, mà chỉ mong một cái chết thôi để qua cái kiếp người mình. Thật sự ai trong giai đoạn này thì sẽ hiểu được cái cảm giác mà em nói. Đối với cuộc sống này, cái mạng sống này nó không có gì gọi là ý nghĩa, mình chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà sự qua tới thời điểm này là mấy năm rồi, em mới hiểu được tại sao những cái nỗi đau đó lại đến với cuộc đời của mình. Bây giờ mình mới hiểu được thật sự ra là hồi đó thì thấy buồn thấy khổ, bây giờ mình nhờ những nỗi đau đó mà em giác ngộ. Mình phải nói một từ là mình mang ơn những nỗi đau đó quý vị. Có những nỗi đau mà ban đêm mình ngủ không được đó, mình nhức quá, mình nhức quá nhất là chịu không nổi, không có tiền uống thuốc luôn, cũng phải cắn răng chịu đựng. Quý vị tưởng tượng đi, em để điện thoại lên cái bụng của em nó đau nhức quá em chịu không nổi rồi, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, tôi xin xin lỗi quý vị, tôi đã làm quý vị đau khổ, quý vị đừng có giận tôi nữa, quý vị tu tập cùng tôi. Em mở chú dược sư em để lên cái bụng em đó, rồi em niệm Phật lăm 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 cho nó quên cơn đau, rồi em xỉu như vậy đó, rồi xong em tỉnh lại nào em ngủ ngủ quên thôi. Mà nó cứ như vậy mấy năm trời, cỡ 2 năm trời, tính bây giờ thỉnh thoảng những cơn đau nó vẫn kéo kéo dài quý vị, nhưng mà nó không có nhiều như xưa, nó chỉ đau ít thôi, như là 10 giờ chỉ có một thôi, một hoặc hai thôi. Thì những cơn đau đó là em đã trải qua hết rồi, và đôi khi mình khổ quá mình cũng không biết nói gì nữa bây giờ đó quý vị, chúng ta chỉ muốn hát đi. Và đôi khi chúng ta nói một câu gì nè, thật sự những người trong đây nếu mà đã từng trải qua như em sẽ nói một câu gì nè: ước gì tan vào hư vô, làm cỏ cây vạn trùng làm dế, làm cái gì cũng được cả, miễn đừng có làm người. Mà không khi chúng ta muốn làm chó nữa đó, có những người nói gì đó đầu thai làm chó hơn sướng hơn này nọ. Thật sự quý vị hình dung đi, cỏ cây trong kinh nói thì em không có rành nha, là bao nhiêu ngàn kiếp đó, thì trong kinh nói rất là bài bản nha, bao nhiêu làm cái con gì lên từ lòng đất lên, rồi làm mấy cỏ cây, cỏ cây rồi mới lên cái gì đó mới được làm người. Nhưng mà thật sự ra quý vị nghĩ đi, mình tạm quy là tầm 1 triệu năm đi, nó phải đứng phơi nắng phơi sương như vậy một cả 1 triệu năm, 2 triệu năm mới được đầu thai lên làm người. Mình bây giờ khổ mà chúng ta không biết tu nữa đó, chúng ta đầu thai xuống địa ngục, phải trả cái nghiệp mình trả chưa xong nè, mình đầu thai xuống chứ mình trả hết cái quả đau khổ đó đó, rồi xong rồi tái sinh lại vô cảnh giới đau khổ tiếp nữa. Thì chúng ta đang khổ nha, chúng ta phải tu cho nó hết khổ, mà chúng ta còn than khổ nữa thì thôi coi như là xong rồi đó. Chúng ta ý thức được cái mạng sống này chúng ta còn 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 có cái thân xác, còn để trả quả, còn để biết tu tập, mà chúng ta đầu thai làm trùng làm dế rồi đó, ăn dơ nó, quý vị thấy không, trùng con dế phải dơ giấy này nọ bao nhiêu triệu năm nữa mới được lên làm người, phải làm chó làm trâu làm bò cho người ta đâm giết, người ta ăn cơm cặn cơm thừa, bị người ta đánh đập còn đau khổ cỡ nào đó, trả dưới địa ngục chưa xong phải lên làm cây cỏ trả tiếp, rồi phải nắng phải sương hấp thụ tinh khí trời đất, nắng nắng mưa, nắng là mưa, nắng là mưa, ở trong đây còn nắng còn biết trốn làm cây thì cứ đứng đó, nó đứng đó chịu trận đó. Thì quý vị khi lúc đó chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ muốn tan vào hư vô, đừng làm người nữa, quá khổ rồi. Cứ chút xíu là bị nhập, chút xíu là bị nhức đầu, hở chút xíu là đau nhất, bao tử nó cũng đau, đường ruột cũng đau, đầu thì chóng mặt, tay chân thì không có sức sống, làm gì là cũng không nổi, còn không thương. Cậu quý vị nghĩ tới một cái là con người mình giống như là thế giới giống như là sụp đổ quý vị. Mình nói là không có gì để tả trong cuộc đời, nó quá kinh khủng. Thì lúc đó chúng ta chỉ muốn mất, nghĩa là chúng ta chỉ muốn chết đi thôi. Nên mà gì có căn đó thì mình được ông bà mình cũng mai phước nếu giữ lại cho mình mạng sống nên mình sống. Thì sau khi chúng ta hiểu được rồi đó, tự nhiên bây giờ nhìn lại quãng đời đó, thật sự nó kinh khủng lắm quý vị, nó quá kinh khủng, thì không có nỗi đau nào đau hơn nữa. Thì chúng ta bước đến nỗi đau này nè, mình bước qua một bậc thì quý vị nhìn lại không có gì làm quý vị gục ngã được, tự nhiên con người mình trở nên mạnh mẽ và mình không sợ bất cứ thứ gì trong cuộc đời này nữa. Nên quý vị thấy là người nó khổ vậy đó, chúng ta mà biết tu tập nó còn còn quý hơn những người họ không biết tu tập. Ví dụ như quý vị thấy quý vị đang bệnh đi, đang khổ đang không tiền, quý vị nghe pháp quý vị còn thấy còn may mắn hơn những người kia, nó trời ơi mình hiểu được nhân quả, mình nghe kinh à thì ra nhân quả của mình nên mình khổ gì là do mình mang nghiệp. Còn quý vị nhìn những người họ đang khổ mà không họ hiểu nhân quả đó, mình nhìn quý vị thấy đáng thương không, còn tệ hơn mình rất là nhiều. Còn những người giàu mà họ không hiểu nhân quả đó
họ làm sai đó, họ làm những cái mà mình nói là những cái để có được mọi thứ, để có được đồng tiền đó, thì quý vị nhìn thấy có phải nhìn họ rất đáng thương không? Có khi là họ giàu vậy nhưng mà đùng một cái họ xuống địa ngục, họ chịu 100.000 cay đắng, không biết kiếp nào mới đầu thai lên được đó. Nên chúng ta biết tu tập rồi chúng ta nhìn thấy, nghiệm thấy chúng ta còn hạnh phúc hơn rất là nhiều người, nên đừng có than khổ với quý vị. Tại sao quý vị tu tập mà 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm mà vẫn còn khổ là quý vị chưa chưa có đúng cách. Là có nghĩa là mình nói dùng từ là như thế nào ta? Có hai hai cách em hay chia sẻ là mình đã nhiều kiếp rồi, bây giờ mình mới trả con kiếp mà. Quý vị sao mà hết được? Còn có thêm một cách nữa là gì? Chúng ta tu nhưng mà chúng ta kiểu mà không có nhất tâm đó. Tại vì mình đau quá, nhức quá, rồi khổ quá, mình tu cũng không nổi. Cái gì cũng có, chứ người ta nói cái gì cũng có, chú Đại Bi cũng có, Đại Sám Hối cũng có, kinh đọc cũng có, Lâm Nghiêm cái gì cũng có chứ. Mình nói gì dạng từ là gì, cái mâm nào cũng có mình chấm chứ. Nhưng mà khi mà người ta lại vô, người ta hỏi mình không biết gì hết trơn. Ta hỏi ra thì ta nói một câu là mình giác ngộ, còn nói với mình 100 câu cái gì mình cũng nói tí li thì đâm ra con người mình nó không có định. Cái người ta trí ta nói một câu, ta nghiền ngẫm mấy câu nói đó, mình phải bắt nhịp cái câu nói đó, mình khổ từ đâu mà ra, từ nghiệp mình, tại sao mình khổ như vậy, nguyên nhân là do đâu, à rồi xong chúng ta tìm lại những cái đầu dây mối nhợ, à chúng ta rút kết lại, à thì ra không phải cái này là khổ mà cái này là trả quả, vui vẻ bình thường đó. Chúng ta hiểu được rồi, người mình nó nhẹ nhàng lắm quý vị. Còn quý vị than rồi cuối cùng than xong bước ra hỏi gì, chứ tại không có thì coi như là rỗng rồi. Chúng ta tu tập 10 năm, 20 năm, gọi điện báo em rồi xong. Cái gì cũng chia sẻ hết, gì biết hết. Giống như bé đó nó, con đi bùa, con bị người ta đánh bùa, vậy bây giờ con không tụng kinh nổi, con không niệm Phật nổi. Giờ cô cách nào làm cho con tụng kinh được không, niệm Phật được không? Con bây giờ cũng người nhưng con không có sức sống, con rất là khổ. À, con chấp nhận những nỗi đau hết, nhưng mà bây giờ con muốn tu tập lại, muốn tụng kinh lại, ông thầy đó ông xấu, ông hại con. Bây giờ con không có tu được nữa, con khổ quá rồi. Con nói cái em chỉ mấy cách hết trơn mà làm không được, đi ra không được, cái em mới kiểu năng nói hoài đó, em mới nói gì nè, cái thời gian mình cầm điện thoại mình cầm nổi để mình nhắn tin thôi, cái thời gian đó mình cầm cái nhang lên mình thắp nhang. Tại sao mình nói mình thắp nhang không nổi, à, một năm nay mình không thắp nhang, mình không tu tập mà mình cầm điện thoại mình nói chuyện nổi, mình lướt điện thoại nổi, cái này có phải là ma tâm không? Thì quý vị tự tưởng tượng nha, tại sao quý vị thắp nhang gặp cái nhang không nổi, niệm Phật không nổi, hết niệm Phật, hết tụng kinh, mà giờ là một năm nay đi thầy đó ổng hại, kiểu ổng hại tiền hại bạc này nọ đó, rồi ổng nhai chầu ổng nhả vô ổng bắt mình ăn lại, rồi bây giờ kiểu là ổng lấy bùa ngã ổng trấn trong nhà tùm lum hết trơn đó. Bây giờ là bị hành tùm lum, rồi bây giờ là tụng kinh không được, niệm Phật không được, rồi bây giờ nói em cái gì em giúp cũng không được hết trơn. Rồi han hở với em nói ủa sao cầm điện thoại nói chuyện được mà sao không đứng dậy cầm cây nhang được, quý vị thấy quý vị đang bị ma tâm không? Đó. Chúng ta tại sao để những cái đó làm chúng ta gục ngã quý vị? Nhiều khi nói, nhiều khi em không biết nói với nó sao, nhiều khi quý vị nói những cái em cũng mắc cười lắm quý vị. À, thật sự ra những cái giai đoạn mà quý vị nói khổ là em có tận cùng sự khổ rồi. Tại sao em còn nhỏ mà em nói điều này? Sẵn hôm nay em chia sẻ luôn ha. Cuộc đời của em năm nay là tính ra là 32 tuổi, mà tính ra 32 năm 9 tuổi, 32 trừ 9. Nay quý vị kể khổ đó, em sẽ kể khổ cho quý vị nghe ha. Thì cuộc đời em nay là 32 tuổi, em trải qua những gì để em sành sỏi, để em mới ngồi đây em tiếp chuyện cho quý vị, thì có nghĩa là quý vị phải hiểu nỗi đau em như thế nào để em sành sỏi, để em quý vị alo có làm biết cái khúc nào, cái này là đời, cái này là tâm lý đời, hay là cái này là đạo, cái này nằm phân khúc nào, phân khúc nào. Nó có nghĩa là quý vị khi em trả lời cho quý vị là quý vị phải hiểu em đã đau thương như thế nào, để em hiểu cảm giác đó, em đặt tình huống của em vào quý vị. Thì hôm nay quý vị khổ, em kể khổ cho quý vị. Thì em thì 9 tuổi, năm 9 tuổi em bắt đầu là bệnh. Từ nhỏ thì em đã rất thích lội sông. À, năm 6 tuổi em đã thích lội sông, biết bơi, tự biết bơi, không ai dạy hết. Tại vì em ở ngay cái mùa nước nổi, quê em là cái cồn, là cái nước thì trước cửa nhà nó sẽ ngập gì nè, thì em tự mình tự tập bơi ở nhà, tự leo lên leo xuống như đó thì không sao hết, không tới nổi, nhưng mà lớn thì tự biết bơi. Thì em chia sẻ vậy thôi. Rồi tới cái lúc lớn 9 tuổi bắt đầu em đổ bệnh, cái lỗ mũi của em nó có cái một cục thịt dư trong đây nè quý vị. Thì gia đình thì chung cũng nghèo, cũng không quan tâm tới, nói chung mình cũng biết nói sao với cái nghiệp của mình đó. Thì mẹ đi khám bệnh viện Nghĩa Long một lần, cho uống thuốc nó xẹp xuống,
và sau này không quan tâm tới những thời gian người tầm cả tháng sau thì nó bị lại, nó phình lên lại, nó như cái bong bóng khi ấy nó gì thì tự ông nó xẹp, nó muốn lên lên xẹp xẹp giống như cái bong bóng của dị hay bị phỏng, hay bong bóng nước sau thì nó gan trong đây lỗ mũi em nè. Và có những đêm em bị khó thở, em bé em chịu đựng, có nghĩa là những đêm đó em tưởng em chết rồi, em không có sống nổi, nó nghẹt thở em không chịu nổi, vì em ngồi em phải ngủ ngồi và em khóc rất là nhiều. Thì nói chung là từ nhỏ mình đã biết Phật pháp sớm lắm vậy, thì mình nguyện khi mà con mất thì con đầu con sinh kiếp sau con đầu hai nơi nào biết Phật pháp, thì mình là nhỏ mình đã biết như vậy rồi. Và năm lớp 10 em nổi đến đây là một là hai một là cuộc đời em là cái gì tưởng tượng đi, em không có thở được từ năm 9 tuổi. Nói chung là tới năm 18 tuổi em cũng không có tiền đi khám tai mũi họng, mà cũng không, nói chung nó không biết sao, nó nói gì có tội không, gia đình hầu như không có để ý tới, chỉ biết là nhỏ này bệnh nó không có làm gì được nặng hết á, nên nhỏ lớn không có làm nặng, nên chỉ nằm dầu dầu thôi, không có làm gì, nó hay hở lên hở dốc vậy đó. Thì tới năm 18 tuổi đi khám thì bệnh viện là bệnh viện đa khoa ở trên phố đó, thì cũng không có tiền đi khám tai mũi họng, cũng không quan tâm cho 200.000, thì em nghĩ chắc 200 không đủ nên em không có dám đi khám. Em khám bệnh viện tư đó, thì đưa vô nội soi cho lỗ mũi thì chúng ngay bác sĩ cũng cũng dởm đó, mình cũng cái nghiệp mình đó đó, thì bác sĩ nói là cái này là bị cuốn mũi phì đại, là sẽ mang theo suốt đời, khi nào đột tử lúc nào thì không hay. Thì quý vị cứ hình dung suốt cuộc đời em từ nhỏ lớn em không có thở được, quý vị là còn thở còn biết khổ này nọ là em không có thở được đó. Thì những đêm nào mà nó phình lên đó, thì em phải ngồi gì nè, em niệm Phật thì em chờ chết đó. Thì tính lớn luôn là hai cái mục này nó tràn ra tới ngoài luôn, và em cũng biết sao, cũng gia đình cũng quan tâm, em cũng không hiểu, nó cũng không hiểu, thì chỉ biết nhỏ này bệnh vậy thôi, mà em cũng giấu, em cũng không có nói với ai nghe, chứ chỉ biết là em bệnh có hai cái mục này, nói chung gia đình cũng biết nữa. Thì nói chung mình cũng hiểu sao tới bây giờ mình biết cái nghiệp mình nó dày quá. Thì cũng đi khám vậy thôi, bác sĩ không cũng nói gì không không hết thôi, cũng đi khám mấy lần ở bệnh viện đa khoa mà kiểu mà tư nhân vậy đó, thì chúng ngay bác sĩ dởm cũng khám mấy lần, một lần nào bác sĩ nam một lần bác sĩ nữ, cho uống mấy viên vitamin C rồi thôi, nói cũng mũi to rồi thôi rồi hết rồi thôi, xong rồi về chừng nào bệnh thì chết vậy thôi đó, cũng chẳng quan tâm tới, cứ để vậy vậy thôi. Lúc đó mình khổ quá, mình biết được chú dược sư đó, cái em ăn chay trường, em chay trường em chỉ chú dược sư, tự nhiên hai cái mũi em nó xẹp xuống, nó teo xuống luôn, nó bình thường luôn, cái gì nó tràn ra tới đây mà giờ nó teo lên luôn á. Cái em ăn chay trường thì em tụng kinh trì chú, ban đêm thì em thấy Phật á đứng gãi nước cam lồ xuống nó cười, thì lúc đó sau là em trở nên con người bình thường, hai cái lỗ mũi này không còn khó chịu nữa, vẫn còn thở được ha. Rồi xong đó là sau này em ngã mặn đó, em ra như là mình có quen bạn này nọ đó, mình ngã mặn quý vị, xong rồi mình ngã mặn xong rồi nó phình lên lại bình thường, nó phình lại nó tràn ra tới ngoài, thì ban đêm em ngủ em phải ngủ ngồi, em ngủ ngồi nè, nó tại vì nó quá bự rồi em phải ngủ ngồi rồi. Xong cái xin tiền chị em á, em xin tiền chị em á, chị cho em tiền em xin vô bệnh viện em khám. Rồi đi khám thì bác sĩ đợt này thì em làm công ty, lúc đó là em làm công ty thì cho cái thẻ bảo hiểm y tế là viện Tân Sơn Nhất á, em đi khám khám thì bác sĩ nói là phải phẫu thuật liền, thì bác sĩ này chuyên khoa bên khám thôi, còn bác sĩ mổ là riêng. Rồi bác sĩ lần cái chờ thêm mấy ngày sau bác sĩ kia tính ca làm việc, là tại vì 24/7 và 57 đó, và bác sĩ kia thì khám nói là cái này là bác sĩ, em nhớ bác sĩ tên Trâm nữa, bác sĩ nói phải mổ tại vì nó quá bự rồi. Rồi và lúc kia nếu mà cái năm mà 18 tuổi ông bác sĩ ông nói mổ thì đã mổ rồi, mà ông nói cái bệnh này chết mang theo nên cứ để luôn 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 vậy đó, thì mình không có quan tâm tới cái nào mình chết mình chết, mà ai ngờ mình ăn chay lúc đó là xẹp, và sau này mình ăn mặn thì nó bị lại. Rồi xong nó quý vị đi khám xét nghiệm xin tiền chị, bà cho tiền mổ thì đi khám xét nghiệm mất, thì quý vị nghĩ cái nghiệp nó nặng như gì nè, viêm gan B nó nặng, cái men gan cao gấp 3 người bình thường, có cơ thể là tỷ lệ là bị viêm gan. Vì khám như vậy thì do hồi đó em hay uống thuốc mà gan mà hũ chai chai đó, này nọ đó, rồi khi mà khám ra thì em bị gan, thì phải ngồi ngủ ngồi hơn nửa tháng nữa mới vô ca mổ, ngủ ngồi đó, chỉ ngủ ngồi thôi không có ngủ nằm được, nó tràn ra tới ngoài đây nè đó, thì tràn ra tới ngoài. Rồi khi đúng nửa tháng thì xét nghiệm lại men gan nó hạ hạ bớt thì được quyền mổ rồi. Khi mổ thì quý vị phải nghỉ ăn một đêm đó,
thì em không biết em là bệnh gì luôn, bác sĩ ghi trong tờ bị V.A tồn lưu, em cũng biết là bị gì nữa quý vị. Rồi xong cái ngày mổ đó, tại vì cái bệnh của em không không có nằm trong danh mục cái gì đó, thì bác sĩ thì nói chung là tới ngày mổ thì nhịn đói một đêm mà để cho cái mà khi mổ không tiết ra dịch đó quý vị, máu nó ngưng đó, ngưng chảy đó, thì nhịn đói một đêm. Thì cái ngày đó vô mổ thì bác sĩ nói bệnh con hả, bác quên đem đồ mổ rồi đó. Thì về một ngày đó thì bác làm 24/6 thì phải về ngày bữa 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 năm em ăn lại bình thường, và thứ sáu em đi mổ đó. Quý vị thấy cái nghiệp nặng không đó, thì quý vị thấy tới lúc mổ cũng phải trả cái nghiệp quên đem đồ mổ đó. Thì cái đó là cuộc đời của em. Xong mổ xong thì một tuần lễ sau phình lên lại bình thường, mình lại bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồi đó như cục nó bự gì nè, nó tràn ra tới đây, khi mổ rồi nó nhỏ lên gì nó cũng phình ở đây, nằm trên đây tuần lễ sau vẫn khó thở bình thường quý vị. Vẫn vẫn nói chung là cuộc đời em quý vị hình dung mười mấy năm trời, 17 năm trời em sống không thở được. Rồi sau đó em bị hành căn, và sau đó em bị nhức nửa đêm từng đêm em không ngủ được và đau bao tử, chết lên chết xuống. Thì quý vị đừng có than khổ với em là em bị hành căn, em bị thầy bùa đánh đánh đập đó, đau nhất từ cơ thịt đó. Đánh xong cái con ma nó không ra đó, nó cho nó hôi về một thuốc cho uống đi, nên đánh nó nhiều quá đó. Khổ tới mức độ đó mà nhiều năm như vậy đó. Lúc đó đi thầy và sau này đi thầy cũng nhiều, nói chung là quỷ hành tinh vô mình không, mà những cái số mình nói sao. Tại quý vị than khổ, hôm nay em sẽ kể đời của em cho quý vị nghe, còn nhiều góc khuất em không có thể kể hết nha, do mình cũng hư hỏng cho cuộc đời này nữa. Rồi nếu như vậy nữa là quý vị, một tuần lễ sau nó phình lên lại thì nó cũng vẫn khó thở nhưng mà nó dễ chịu hơn, nó cũng còn chút xíu hơi thở, mình thở được chút xíu. Mình lúc đó mình cũng chưa ăn chay đâu, còn cũng chuyển chuyển từ từ, có khi nó cũng lên cơn mình cũng khó thở, thì cũng khi khó khi dễ như thế, nhưng mà hơi thở rất là yếu, thật sự con người em rất là yếu. Rồi cứ bây giờ cuộc đời cứ trả nghiệp, tới bây giờ là năm nay là em ăn chay được 3 năm, thì bây giờ cái lỗ mũi em hầu như là cũng đớt bớt được 70%, lâu lâu mới lên một cơn thôi. Một cơn nó phình lên gì là trái dấu cho trời, nó phình lên làm cho mình nhức lên cái đầu mình, nhức ra tới cái sau mình nhức bưng 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 vậy đó. Thì lâu lâu thỉnh thoảng nó chỉ lên một cơn nhức đầu thôi, chứ không có còn nhiều như lúc xưa là mỗi ngày là đến cái mùa trái dấu cho trời là con người em. Quý vị bị viêm son thì sao, thì con người em nó bị gì đó mà em bị quên năm suốt tháng, từ năm 9 tuổi đến năm 23 tuổi em mới mổ đó đó. Thì quý vị tưởng tượng hình dung năm 23, 22 gì em quên rồi, từ năm 9 tuổi đến năm 22 tuổi em mới mổ. Thì quý vị hình dung cả cuộc đời em chỉ có không có thở được thôi, không có làm gì được chứ đó. Thì xong rồi cái chuyển qua là trả nghiệp, trả nghiệp xong rồi bị hành căn, hành căn thì bị đánh đập và đi con đường học hỏi trả quả trả nghiệp. Cái lúc đó em cũng hư lắm, em cũng chơi với cái, nói chung là cho mình học cái những cái lớp trong cái đời của mình đó, quen những người bạn để mình học như thế này thế nọ đó. Ê, quý vị em nói gì quý vị hiểu ha. Thì cuộc đời mình nghĩ mình buồn á, mình đâm ra mình hư, và sau này mình đã hiểu ra được đó là những bài học ở trên cho mình học, để sau này mình đối đãi với những người khác mình không nhìn người khác mà cặp mắt cứ dễ đó. Thì sau đó là em bị nhức mỏi, em đau nhức từng cơn trong đêm mà đi khám không ra bệnh, khám không ra bệnh quý vị đó. Quý vị cứ hình dung từ ruột xong tới thận, những cái lưng, những cái đêm mà nó trái gió trời nó lạnh nó nhức, em phải để điện thoại lên đây nè, em để điện thoại lên em niệm Phật về, nào đau quá xỉu em ngủ chứ không có dám đi bệnh viện, nếu mà em đi bệnh viện rồi ai nuôi em không có dám chia sẻ cho người thân. Thì nó nhức tới mức độ đó quý vị mà em không có than. Rồi quay qua mình bị hành căn, mình đi như vậy không có tiền có bạc xài, rồi bị người đời sỉ nhục, rồi phải trả quả tình duyên nữa. Nó tầm lum cái khổ trên thế gian này hết. Rồi quý vị hiểu cái thời gian mình đi thầy cũng phải đau khổ biết bao nhiêu, phải có kinh nghiệm để chia sẻ cho quý vị, phải bị giống như là như thế nào để chia sẻ bắt ma bắt quỷ gì sao là sao em biết. Tại vì hồi lúc đó là em bị nhập, em bị tất cả hết trơn rồi, nên bây giờ em chia sẻ cho quý vị nói ở đâu là em hiểu ở đó. Nên nhiều khi quý vị trải qua rồi em nhìn lại thật sự thời gian rất kinh khủng. Và bây giờ quý vị khi mà khổ gọi điện cho em hỏi ở đâu đâu em biết, cho là do em trải qua chứ đâu phải em hay mà em biết đó. Mình nói vậy là mình nói dốc, nhưng mà thật sự mình trải qua hết rồi. Được cái mình thông minh, mình học mau, với lại con người mình nó có tu tập nhiều kiếp rồi, mình trải qua một cái lớp nào đó thì mình nghiệm ra mình mau lắm. Như em đi làm chỗ đó em nói ủa sao cho tôi vô cái chỗ này giống như cái động quỷ vậy, giống như mình nói cái này động quỷ vậy, nhưng mà không có. Sau này bây giờ đó mới năm nay mới phát hiện hồi xưa cho vô cái động quỷ đó, để học những cách thức đó để mình coi sau này mình như thế nào
À đó mình không biết. Đó, đó em đi làm á, em bị buồn đó, em làm đâu cần lương đâu, cho em cho nhiêu vậy, em không có cần tiền. Nghĩa là cho em 2 bữa cơm thôi, em chỉ người mình trầm cảm mà chỉ cần là đi làm vui vậy thôi, nên không có cần nhiều tiền. Học hàng ngày tóc 2 năm trời chưa chưa biết hết cái tóc nữa. Chỉ biết gội đầu làm móng mà làm không có đẹp nữa. Nghĩa là chỉ làm cho có vậy thôi, miễn sao mà con người mình có cái gì hư hả đầu óc thôi, đừng cho nó khùng, đừng cho nhặt nữa nó có gì. Nói thì chị vì gia đình thì nghĩ không có hiểu mình, nên đôi khi mình phải đi làm kiếm tiền, không có ở nhà ở không được đó. Thì quý vị còn sung sướng hơn em rất là nhiều, nên quý vị đừng có than khổ nha. Nên đi làm có những ngày nó ma nó dựa vô đó, ban đêm nó rất là mệt, phải ngồi và đẩy ra. Con người mình nhiều khi khổ quá cũng không biết tâm sự với ai, khóc hết nước mắt, khóc đến bây giờ không có thèm khóc nữa đó. Còn hôm nay khán giả hỏi em về cái bệnh mà mắt dứ á, em chia sẻ đi. Giờ này ít người biết, thật sự ra rất là nhiều người biết mắt đường dứ là cái bệnh gì, là bệnh âm, là chúng ta gớt đồ với xong thì bị người người âm theo ăn ở. Nhưng mà mình không nói là hiện nay không phải là người âm đi theo ăn ở là do gớt đồ. Có những khi chúng ta yếu yếu vía bị người âm đi theo chọn mình làm vợ hoặc làm chồng thì theo ăn ở, chứ không phải nhiều khi cái gớt đồ. Một cái nữa là tiền kiếp của mình là gọi đó đi theo nữa, là có 3 dạng như vậy. Đúng gì, chúng ta không gớt đồ vẫn bị, mà chúng ta bình thường vẫn có người theo chọn mình làm vợ hoặc chồng. Còn cái nữa là tiền kiếp thì chúng ta, em nói rồi, chỉ có con đường tu tập mới giải được thôi. Mình là tu là mình có cái áo giáp rồi thì họ không lại gần, còn nếu không đó thì chúng ta nói chuyện tâm sự thôi. Bây giờ tôi với anh hay là tôi với em, giữa người dương và người âm và người dương như vậy không thể nào đến với nhau được. Thời do đó tôi hứa hẹn cái gì đó, nhưng bây giờ tôi cũng xin lỗi thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau tu tập để mà giải thoát thôi. Bây giờ anh cũng xin lỗi em, em cũng quên cái lời thầy đó đi thôi. Anh hứa là anh cũng sẽ sống thật tốt để mà lo tu tập, cũng hồi hướng cho em, cùng nhau tu tập ví dụ vậy đó. Rồi có người thì thầy thì bắt ra làm cái lễ trình quần áo mâm chầu cao, làm cái đám cưới giả đó quý vị, rồi bắt người đó gả cho một người âm khác đó. Nhưng mà có khi có hiệu quả, có khi không có hiệu quả cũng tùy. Nhưng mà em dặn tốt nhất là quý vị đi người thầy nào đừng có tốn kém, những người thầy bày ra tùm lum mấy chục triệu nhưng mà nó có hết đâu quý vị, nó khó hết lắm. Cái người âm phải tự nguyện, tự mình tu, tự mình nói chuyện với họ, họ hiểu rồi rồi á tự họ đi ha. Chứ bây giờ mình bắt họ ra cái mai mốt cái họ về là làm sao? Tại vì cái người âm đó, nó có 2 dạng như nè. Cái lúc mà cái đó là người âm riêng về cái cõi vô hình là hư mình, còn một dạng là khi còn sống đó, mình người ta hư mình mà mình không chịu đó, khi chết họ vẫn đi theo mình, đi theo họ độ mình luôn quý vị. Thì cái đó là họ cũng ghen tu cũng bình thường lắm, nhưng mà cái cuộc sống của mình còn bị người âm mình tác động rất là nhiều, thì chúng ta phải tu tập để cho họ không lại gần mình được luôn. Mình phải khuyên họ tu tập đi, tôi cũng biết tu rồi, thôi ông đi giải thoát đi, đi tu đi đừng có quan tâm tôi nữa đó. Thì cái gì vậy, do cái lời nguyện của mình đó quý vị. Thì quý vị tu làm sao để trở nên bình thường, khi mà chúng ta là người có căn, chúng ta dễ bị tác động bởi người âm đó. Chúng ta nằm mơ là một chuyện, cái hai là chúng ta có những cái luồng cảm giác linh tính, không biết đúng hay sai mà chúng ta cứ linh tính hoài. Khi một ngày nào đó chúng ta trở nên bình thường, tại vì bây giờ cái linh của chúng ta đó, thì bây giờ em thấy một số người họ gơ vô cái gì vô vô cái tưởng, mới đầu là tưởng có và sau này làm như mê hết thì sao đó, tưởng vô có những cái nó chất quớt à. Em ngồi em nói là hình như những người này bị gớt vô cái tưởng thì phải. Em thì không có tưởng tượng, mà có một cái là em ham chơi, em là cái đứa ham chơi ham vui, nên đôi khi em mê chơi vậy đó. Nhưng mà em được một cái là em hay quán xét lại, em xét lại em vô cái định đó. Được, tại vì khi gì Đức Phật không có cho mình vô cái tưởng nhiều quá, là sợ con người mình nó vô cái vọng đó. Nên có những người em thấy là bị tưởng, tưởng gì, tưởng mình đắc đạo, tưởng mình là ở trên đưa xuống, rồi có sứ mạng này sứ mạng nọ. Thật sự là có chứ mà không có, nhưng mà cuối cùng chúng ta bị dính vô nhiều quá, là chúng ta giống như là không có mình chọn người khác á. Thật sự chúng ta đến lúc mà chúng ta gớt rồi mà chúng ta không hay á, nên là sự chúng ta làm chúng ta phải định lại, đừng có tưởng nhiều quá, để cái đầu mình bình thường, đừng có quán, đừng có nghĩ cái này cái kia. Có những người họ tu đó, thật sự em nói cái này là những cái cấp cao đó quý vị, cao đó. Quý vị thấy đi, tối ngày làm thầy bà mà nghĩ tính gì nè, nhắn tin coi chừng con đi hôm nay có chuyện không lành, nó nhắn tin bộ chuẩn bị gặp ai đó hả, nhắn tin sao gặp người này người kia này nọ.
ở cái đâu cái đầu mà gánh mà quan sát từ người hay thiệt chứ. Em nói gánh, em nói trời thầy này gánh quá hay ta, quan sát hôm nay gặp người này mới người kia rồi biết cái gì, cái đầu phóng liên tục, chúng ta phóng như vậy cũng không có đúng nữa, tu rồi để nên thanh tịnh. Rồi cái người đó gặp người ai kệ người ta, mình có duyên thì mình gặp có thôi, tại vì mấy ngày là vô cái tưởng là cũng chết, thật sự là đúng chứ không phải sai, nhưng cái đầu mình nó đâu mà gánh, có ngày phóng cái này phóng cái kia hoài quý vị. Tu là trở nên bình thường của người, có khi quý vị em không có biết, có nghĩa là có ngày đó em dắt người đó đi núi em không có tiền, em hứa là em dắt đi có gì Hiếu em lo cho, mà em không có tiền, nó chết rồi làm sao giờ, còn có 1 triệu rưỡi đi đủ không ta. Em cũng gầu trong bụng, em gầu em không biết làm sao chứ, mình cũng hứa danh dự lên, cái tự nhiên lên cái anh kia nói có người gửi cho em 500, à nó mừng quá hên quá đi đủ. Có nghĩa là em để một cái đầu óc vô tư như vậy mà tự nhiên ở trên sắp xếp cho mình. Còn người mình cứ quán tưởng 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 hoài, có ngày nào đó chúng ta gớm vô cái tưởng đó. Và em gặp một người này họ rất thích thu thập nhân tài, nhưng mà con người của mình á thì không phải là người tài, con người của mình chỉ có dùng lời nói thật mình nói là người ta không có thích, thì người ta gớm vô cái gì mê mê cái những cái thằng không nè, mê những cái lời nói há hay nè, mê cái gì là mày ăn liền đó. Quý vị gớt vô những cái này là cũng 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 cũng, cũng tiêu nữa. Thì thật sự ra đó không phải là em không biết cái người này đang đang nghĩ về em, nghĩ lầm về em biết, em vừa biết em nói rồi, cái người này gớt vô cái mê rồi, nên thôi mình cũng không nên liên lạc nữa, vì bây giờ mình liên lạc thì người ta nghĩ mình như thế nào nào đó. Thôi em cũng không thích liên lạc, em biết cái người này họ đang vô cái mê, vì cái người nếu mà đúng là họ có con mắt họ phải biết nhìn mình như thế nào, họ nghĩ sai về mình rồi, thì thôi mình im lặng không nói gì cả, để họ tìm những người hay hơn đi, thích những người có thần thông đi à, thích có những người nào mà làm có hiệu quả liền đi. Còn mình là con người mình nó lúa lắm, nó bần lắm, mình chỉ đưa cái gì là xa vời tu đi mới hết, chứ bây giờ mình không có biết cái đưa vô nhân quả người khác. Bây giờ con người em như là phế thải, không biết bùa không biết bắt ma, thơ điển thì cũng không hay như lúc trước, nó trở nên bình thường, còn hồi xưa là thoải mái gì du, giờ không có gì chứ, trở nên con người bình thường, con người mình cảm giác con người mình nó tệ lắm. Hồi xưa thì mình tự tin lắm nha, còn bây giờ thật sự cho mình thấy mình tệ, mình không có biết gì hết. Cái luồng điển hồi xưa nếu mà nói á, quý vị thơ 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 điển của em á, nếu mà nói thơ điển á, rất là khó hiểu, đọc rồi quý vị hiểu không nổi, mình không nói sao mình không học mà toàn viết thơ toàn kiểu này không, trời nó bụng trời ơi không có học mà toàn viết còn kiểu này không, sao người ta đọc mà hiểu được đó, còn còn Hán Nôm không đó, còn cái gì mà chữ mà bùa đó nếu mà điển xuống viết bùa làm cũng ngon lành, giờ cái gì cũng biết làm chứ, người mình nó tệ tới mức độ đó, hát thì cũng không biết hát, điển cũng không biết điển, bùa cũng không biết bắt ma không biết. Rồi bệnh nhân tới hỏi gì tu đi từ từ hết, gặp em cũng như là bó tay, bởi vì giờ em nói mà em không có dắt ai đi núi, chứ dắt thì gặp em chỉ cho hướng dẫn viên du lịch đó, muốn đi đi điểm này tâm linh em dắt cho đi điểm này em này cúng, giờ thôi chứ em có hứa dắt gì hết bệnh là không có, rồi em xin thua. Còn quý vị nào mà hay bà nào hay á, thì cứ giúp, em thấy có nhiều người tài lanh lắm, cái chị gì vậy? Hay nhắn tin bình luận em này nọ làm như hay lắm, cái bữa giờ sẽ cũng không coi clip em nữa, cái em cũng không biết, chắc không biết dạo này tỉnh ngộ hay ghét em cũng không biết nữa, em mấy cái clip nào cũng vô bình luận như đúng đầu vậy đó, trời ơi nghiệp quả nào mà như cái núi mà quý vị cúng người ta ngày hết, quý vị nói em nghe nghe, quý vị mê như vậy mà quý vị nghĩ quý vị hay, chứ cái lúc mình còn ở trên điển xuống á là mình là hàng mượn, còn bây giờ ta dạy mình xong rồi thì ta rút, ta đủ kiến thức rồi ta rút rồi là mình nè, bởi vì cái gì vậy? Cái lúc nào ta kìm kẹp xong ở trên nó kìm kẹp xong rồi thôi, xong rồi trở nên người bình thường, thì sao cái điển khi có rồi sau này sẽ mất, khi ở trên rút rồi mình vẫn còn cái bản thể của mình vẫn có sự hiểu biết của mình, chứ phải trên rút rồi xong cái người mình là trắng luôn nó không còn gì hết, mấy người họ đi xong mấy chục năm chứ họ chưa biết ăn chay một ngày nữa quý vị, không biết ăn chay mà không biết bài kinh bài kệ ra sao, nó ở trên tự dạy tự cái gì mà tự điển dạy mình một phần là do tự bản thân mình tu tập nè, chứ để ở trên mà nguyên si vậy đó, để tự nhiên cái tâm mình gì này không có học chứ không biết gì đâu nói, phải học thêm nữa, chứ con người em mà đem ra mà học bài bản đàng hoàng là em ngon lành lắm đó, nhưng mà bây giờ em không có thời gian, từ bây giờ mà em mà được được đào tạo mà dạy dỗ đàng hoàng có nơi có chốn á, thật sự em có tương lai sáng lạn lắm, nhưng mà thật sự mình không có thời gian để mình học nhiều cái gì đó, thì quý vị đó nên tu tập, chúng ta đừng có lạc vô cái tưởng nhiều quá, thật sự em biết có một số người họ đang tưởng
đang tưởng và họ đang sợ cái này sợ cái nọ, sợ gánh nghiệp cho người khác, rồi sợ cái này sợ cái kia. Trời ơi quý vị ơi, Bồ Tát ta người ta không sợ, người ta đi gánh cho người khác, còn mình là ai mà có ngày mình sợ gánh cho người kia, tu mà còn sợ người đi về đâu, muốn đi về đâu được chứ. Vòng vòng trong đây nè đó, Bồ Tát thì tu xong quý vị cứu chúng sanh thì muốn kiểu sợ không dám gánh cho người ta đó. Quý vị thấy quý vị phàm phu chưa, như đó thôi quý vị muốn tu được gì đâu hết trơn á. Nhưng mà cái gì bài giảng này để nói cho quý vị ý thức được một điều là gì nè, người ta khổ là có lý do của người ta, chúng ta tu tập như thế nào, chúng ta hiểu được cái tâm ta thanh tịnh chưa, chúng ta hiểu được tại sao cái điều này nó lại đến với mình không đến với người khác. Có trường hợp này em nói thiệt quý vị, em biết là không phải là em nói hố với em nói sai, nhưng mà em biết một tháng nay chưa có thanh tịnh nổi đâu, chưa có hiểu ra được chân lý đâu, thì làm sao mà được như ý muốn. Cái gì em mất mấy năm trời để em hiểu được, nếu mà em không có những nỗi đau trước đó thì con người mình không trở nên bình thường trong mọi tình huống. Có nghĩa là con người mình buông bỏ luôn cái sĩ diện, buông luôn cái những cái mà hồi xưa nếu mà ai ta nói chuyện chặt ý mình á là mình quạo đó, mình nóng lắm á, mình để trong bụng đó. Nhưng mà người ta nói chặt ý mình thôi xong rồi qua, chứ phải như lúc trước là mình để bụng mình hù da lắm, giờ không có. Nên chúng ta tu tập sao chúng ta buông bỏ những cái đó, không còn phiền não nữa. Em có con đó, đừng nên xót con. Một đứa trẻ mà bỏ rơi lăn lóc mà nó mạnh khỏe, mấy đứa mà ẵm hoài mà cưng chiều nó hay ốm đau bệnh tật lắm, bỏ lăn lóc vậy đó mà tự nó phát triển trong cái tâm linh của nó. Chúng ta mà cho nó uống thuốc an thần hoài, sau này có nghĩa sau này ức chế thần kinh, sau này nó như người khờ, nó không có làm được gì cả. Những trường hợp mà em chia sẻ trên mạng thì rất nhiều người ta gọi điện cho em, trường hợp em chia sẻ thì ra là vậy, con chỉ bị tâm linh chứ không có bị tâm thần đó. Thì rất nhiều người đã cho con uống thuốc này nọ, gọi điện cho em ba bốn cuộc đó, thì thật sự là phải bốn cuộc, là con cái là đang học đại học, người năm nhất, người năm ba, một người thì có bạn gái xong rồi tự nhiên bị khùng bị ma nhập, rồi bây giờ uống thuốc tâm thần, rồi mẹ thấy không phải tâm thần mẹ bỏ luôn cũng 10 năm rồi, và một người ở Tây Ninh đó. Nói chung là mấy trường hợp đó thì thật sự cuộc sống ở ngoài nữa quý vị đó, thì nói chung là nói thì nói chơi vậy thôi chứ đâu phải tự nhiên bị. Đó là tại vì cái đó là cảnh báo để cho mình tu tập thôi, đó là cảnh giả mình duy tu tập đi tự nhiên hết bệnh nào, không có gì hết đó. Mà chúng ta có quan trọng là chúng ta có bản lĩnh bỏ bỏ rơi con mình không, bỏ cho nó mặc kệ đi mà nó sống. Quý vị đừng có để ý đến, nhất là chúng ta cứ nghĩ đến tương lai của nó chúng ta đau đầu chịu không nổi đâu. Trời ơi, nghĩ đến sau này sau lập gia đình rồi sau này lúc mà mình mất rồi ai nuôi nó, rồi sau này tương lai nó ra làm sao đó, quý vị nghĩ vô đó thôi quý vị chịu không nổi. Mà ngày ngày quý vị nghĩ tới nó sao chịu nổi, mà thời gian hành căn là tính bằng năm, cứ nó bị nhập, cứ mỗi lần nhập cứ mình lau nước mắt mình đau lòng, mỗi lần gì mình đau lòng sao chịu nổi. Chúng ta có dám mạnh mẽ bỏ rơi con chúng ta không, cứ để nó tự lực. Quan trọng là chúng ta đưa cho nó cái một cái chìa khóa là tu tập, cứ mỗi ngày tính giờ này con phải tụng kinh nha, niệm Phật, bắt nó, mình là người phải nắm tay dìu dắt nó để nó đi tu tập, để nó từ từ nó chuyển hóa nghiệp của nó. Bởi vì em có ước mơ có một ngôi chùa để làm gì, cái gì để chứa những người họ đang khổ sở giống em như lúc xưa vậy đó. Tại vì em sống được nhờ cái tình thương, nếu không có tình thương là em không có sống tới ngày hôm nay đâu. Nên em ước mơ có một ngôi chùa để em chứa những người đang chuyển căn và những gia đình họ đang khó khăn đó. Tại vì khi chuyển căn cuộc đời của mình như số không vậy đó, tiền bạc cái gì cũng không có chứ. Nên em rất muốn có một cái ngôi chùa để em chứa những cái người đó đó, họ vô một nơi sống ổn định 3 tháng 4 tháng rồi xong về cuộc sống đời thường tu tập. Có người tu thì tu không, nếu mà mạnh khỏe thì cứ đi làm, có người nào mà có duyên làm thầy thì cứ làm đó. Tại vì có những người hành căn là do làm thầy bà, cái gì hành căn là do nghiệp quả chứ không phải ai cũng làm thầy. Thì ước mơ của em là như vậy, vì cuộc sống ngày nay là cụ bị ông bà chuyển rất là nhiều, chuyển ngó thấy luôn. Mà quan trọng quý vị có cố gắng không ha. Thì có những người họ địa điện về họ tại sao họ từ một người ăn chơi bây giờ trở nên con người tu tập gì, thì quý vị thấy không, chuyển cho mình đến mức độ đó là quý vị cũng phải cố gắng tu tập lên nha quý vị. Thì chúc quý vị an lạc. Chúng ta còn khổ còn đau thì chúng ta cũng may mắn chúng ta còn biết là còn làm người nữa quý vị. Sợ chúng ta sau này mất đi chúng ta khổ đau, chúng ta không lên tiếng kêu được đó mới gọi là thật sự khổ đó. Thì chúc quý vị an lạc, cố gắng tinh tấn tu tập quý vị. Nam mô Di Đà Phật.